Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh review của đồng hồ Duy Anh. Và mình là Tân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một phiên bản đồng hồ rất là đẹp đến từ nhà của Seagen. Em nó là một phiên bản rất mới và mới được mở bán tại thị trường Việt Nam khoảng đầu năm nay. Một sản phẩm rất là độc lạ tới từ bề mặt, thiết kế và dây. Đó, màu mặt xanh thường sẽ đi theo là dây đen và dây xanh. Em này thì được thiết kế dây màu nâu rất là nổi bật. Em nó có mã quốc tế là NZ01402L. Hãy cùng theo dõi video của mình để khám phá ngay em nó nhé. Mẫu NZ này thì theo mình được thiết kế và các chức năng rất là tiện lợi, hướng tới kiểu dáng đồng hồ đa dụng. Khi cầm trên tay em này thì mình liên tưởng ngay tới những chiếc đồng hồ quân đội của dòng Seiko 5. Phần cọc số thì được thiết kế dạ quang, kết hợp giữa cọc số Ả Rập và cọc số vạch. Cọc số thì được thiết kế bản to và khá là dày. Cọc số của em nó thì được chia nhỏ tới từng phút, ở trên đầu có chấm nhỏ dạ quang. Và tất cả cọc số đều được phủ dạ quang hết. Kim của em này được thiết kế hình mũi kiếm, tạo cho em nó một cảm giác rất là mạnh mẽ và nam tính. Và ở trên đầu kim cũng được phủ dạ quang theo luôn. Trên bề mặt còn có một mặt dial nhỏ, đó là dial small second ở hướng 3 giờ tới 6 giờ. Là kim dây của đồng hồ Seagen. Seagen khá nổi tiếng khi thiết kế lệch phải mặt dial này, không làm như những hãng đồng hồ Thụy Sĩ khi mà đặt trực diện ở hướng 6 giờ. Bề mặt của em nó thì được thiết kế màu xanh đen. Theo mình thì Seagen đã trang bày trí rất là tốt và phù hợp khi mà đặt dòng chữ automatic ở hướng 8 giờ. Và như thông thường, logo của Seagen luôn được đặt ở hướng 12 giờ. Kính của chiếc này thì làm bằng kính cứng em nhé. Khá là đáng tiếc khi mà không được trang bị kính sapphire cho em nó. Nhưng khi mà anh em sử dụng, anh em muốn đổi sang kính sapphire thì rất là dễ thôi. Dây của em này là dây da. Dây da rất là mềm. Dây da thật, dây da B anh em nhé. Nên là rất là mềm. Đó, màu da này là màu da màu nâu, rất là vintage. Nhìn màu dây da này thì mình có liên tưởng tới hãng thời trang Hermès. Đó, một màu rất là nổi bật của hãng. Khóa của em này là khóa xiên. Đó, và có khắc logo của Seagen, khóa xiên. Đây là tay của mình khi mà lên tay em nó. Tay của mình có chu vi cổ tay là 16,5cm. Nhưng em nào có cổ tay khoảng tầm từ 16 trở lên là có thể đeo được em nó rồi. Với đường kính là 42mm. Và độ dày của em nó là 12,5mm anh em nhé. Thông thường với cái độ dày này thì nó rất là phù hợp thôi. Nhưng mà không hiểu sao khi mà lên tay em này, mình nhìn từ góc này thì mình cảm giác khá là dày. Đây là mặt sau của em nó khi có đầy đủ tất cả các thông số như mã máy và mã đồng hồ, có logo cả của Seagen. Em này thì được trang bị mức độ chịu nước là 13, anh em có thể rửa tay đi mưa và thậm chí mang đi bơi được rồi. Mẫu này dùng bộ máy là Calibre 8213 với 21.600 VBH tần số dao động và 21 chân kính, có khả năng chịu cót cho anh em lên tới 45 giờ và chức năng hỗ trợ lên cót bằng tay. Vâng, đó là tất cả những gì tổng quan nhất cho anh em dễ tưởng tượng và hình dung về mẫu NZ này. Em này thì có rất là nhiều phiên bản màu mặt cũng như là dây da khác nhau. Nếu anh em quan tâm thì hãy inbox trực tiếp về bên mình để được tư vấn rõ ràng hơn, chi tiết hơn về em nó nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn ở những số sau.